Xin chào bạn, hôm nay thì mình mới về thêm được hai kiện hàng nữa. Thì ở trong này là có một nồi cơm và một cái song. Đây là song chuông các bạn. Này mình lấy hộ khách. Đấy, song chuông hai ngấn. Hay gọi là song chuông vành đấy các bạn. Đấy, cái này mình lấy hộ khách. Thì cái này là của khách. Đây là của mình. Đây là nồi cơm nhé các bạn. Đấy thì mình đã bóc ra để kiểm tra sơ qua rồi. Đấy, đây là sách hướng dẫn này các bạn. Đây, sách hướng dẫn này. Đấy. Đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Thì thực tế cái này mình thấy nó không kiểu như là không khả dụng đối với những người như mình là không biết tiếng Nhật. Gọi là người ta trang bị cho mình, người ta gửi cho mình thì mình lấy thôi. Thì các bạn mua thì mình cũng sẽ gửi cho các bạn. Đây là cái đồ đong gạo này các bạn. Đây là cái muôi. Đấy. Cái mùi của những dòng đời mới các bạn, họ làm rất là tinh tế luôn nhé các bạn. Mình cho các bạn xem. Đây các bạn. Đấy. Thay vì ngày trước là có đồ móc vào nồi đúng không? Nhưng mà giờ họ làm cái đáy, cái chân này các bạn này. Đấy, cái họ làm cái chân này nó để đỡ nhảy luôn các bạn này. Đấy. Tại vì cái này nó đang mắc cái ni lông này nên nó không đứng vững được. Thì thực ra thì bóc ra để rất là vững nhé. Rồi, giờ mình sẽ bóc cái nồi ra. Thực ra cái nồi thì nãy mình có kiểm tra bên kho đấy các bạn, để tránh cái tình trạng bẻ vỡ lúc đó mình còn khiếu nại được với họ. Rồi, các bạn cho lên nhé. Đây, tô chuông hai ngấn nhé các bạn. Đấy, tô chuông hai ngấn. Còn rất là bóng luôn. Thì hàng đấu giá thì các bạn biết rồi, cái mặt này 100% phải nói 99% là không bị chảy xước hay bong chóc gì nhé các bạn. Đấy. Đây, chuông hai vành chứ không phải hai ngấn đâu các bạn, hai vành. Đây. Đấy. Còn bên trong này thì mình chưa kiểm tra luôn, tại vì mình chỉ kiểm tra bên ngoài xem bẻ vỡ hay không thôi. Và nhìn răng này như mới luôn. Xong rất đẹp luôn nhé các bạn. Này mình gắn nó bị lệch này các bạn này. Đấy, gắn nó phải kêu như vậy mới được nhé. Đây, các bạn nhìn xong này. Đấy, còn rất là bóng luôn. Đây, hai vành đây. Đấy, bên trong đây không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Để mình nghiêm yên thử xem. Tại vì hôm trước mình cũng có một trường hợp đấy các bạn. Tức là mình mua một cái nồi Tiger gốm về. Nhưng mà trên hình ảnh ấy, rất là đẹp. Nhưng mà tức là cái hàng đó là hàng đấu giá các bạn. Thì hàng đấu giá thì nó hơi bị gọi là nhiều thành phần. Còn khi mà mình nhận ấy, nó không được như ảnh thật luôn đấy các bạn. Đấy. Đấy, cái này là về cơ bản là cảm ứng là tròn vẹn nhé các bạn. Còn mình thử các phím xem. Hâm này, hẹn giờ này, nấu nhanh này. Đấy. Rồi, mình nấu thử xem. Rồi, vậy là không có lỗi gì nhé các bạn. Rồi, mẫu này mình đang bán mức giá là 9,5 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cùng mình. Cái mẫu này đấy các bạn này, tức là ZWP này. Tức là cái màu này á, nó cùng màu với lệ nồi á, thì nó đắt tiền hơn nhé các bạn. Nó đắt tiền hơn những mẫu mà cái này nó bằng inox, tức là màu kim loại các bạn. Đấy, còn mẫu cùng nồi nó sẽ đắt tiền hơn nhé các bạn. Đó là mình chia sẻ với các bạn một chút. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cùng mình. Đây thì tất cả những cái gì liên quan đến của nó thì mình sẽ gửi đi cho các bạn. Đấy. Đấy, đây. Đây là những thứ của nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Xin chào các bạn.